Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với môn thể dục lớp 8, với nội dung tiếp tục đó là nhảy xa và thể thao tự chọn. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay thì về phần thể thao tự chọn, các em sẽ ôn lại kỹ thuật đập cầu. Thì kỹ thuật đập cầu các em sẽ ôn tập và luyện tập thêm ở nhà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiến thức cơ bản trong luật thi đấu của môn cầu lông. Về phần nhảy xa thì các em sẽ tập luyện các động tác bổ trợ để nâng cao thành tích của môn nhảy xa. Về phần thể thao tự chọn thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số kiến thức cơ bản của luật thi đấu môn cầu lông. Thì đầu tiên, sân cầu lông dài 13m40, sân đánh đơn rộng 5m18, sân đánh đôi rộng 6m10. Các đường biên thường dùng màu vàng hay màu trắng để kẻ. Về cột lưới và lưới cầu, cột lưới cầu lông cao 1m55, lưới cầu dài 6m10 và chiều rộng của lưới là 0,76m. Cầu lông có những nội dung như là thi đấu đơn, thi đấu đôi nam và thi đấu đôi nam nữ. Bốc thăm chọn sân và quyền giao cầu sẽ được trọng tài lựa chọn bằng cách tung đồng xu. Người nào đón đúng mặt đồng xu thì sẽ được chọn sân và giao cầu. Một trận thi đấu cầu lông sẽ diễn ra trong vòng 3 hiệp. Bên nào thắng 2 hiệp thì bên đó sẽ là đội chiến thắng chung cuộc. Điểm của một hiệp thi đấu đó là 21 điểm. Trường hợp tỷ số là 20-20 thì đội nào dẫn trước với cách biệt 2 điểm sẽ là đội chiến thắng. Trong trường hợp tỷ số là 29-29 thì đội nào ghi điểm 30 trước thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Đội nào thắng ván gần nhất sẽ được giao cầu ở hiệp tiếp theo. Sau khi kết thúc hiệp thi đấu thì các đội sẽ đổi sân với nhau. Khi giao cầu thì phải chú ý giao chéo sân và quả cầu phải qua vạch giới hạn giao cầu. Về cách tính lỗi của các vận động viên khi thi đấu, lỗi thứ nhất đó là cầu chạm mặt sân. Lỗi thứ hai đó là cầu chạm vào bất kỳ một bộ phận nào khác của vận động viên. Lỗi thứ ba đó là giao cầu lỗi. Và lỗi thứ tư đó là quả giao cầu chạm lưới hoặc cột lưới và rơi về phần sân của mình. Đó là những kiến thức cơ bản để cho các em có thể thi đấu một trận cầu lông. Chúng ta sẽ chuyển sang phần nhảy xa. Thì sau đây thầy giới thiệu cho các em một số bài tập bổ trợ cho môn nhảy xa. Chúng ta có 8 bài tập. Bài tập đầu tiên đó là chạy 30m tốc độ cao, xuất phát cao. Bài tập thứ hai đó là chạy biến tốc. Bài tập thứ ba đó là chạy đạp sau 30m. Bài tập thứ tư đó là xuất phát cao chạy đuổi. Bài tập thứ năm đó là bật xa tại chỗ. Bài tập thứ sáu đó là bật cao tại chỗ. Bài tập thứ bảy lò cò bằng một chân dậm nhảy. Bài tập thứ tám đó là bật cốc. Thì những bài tập trên tùy theo sức của các em mà các em có thể tập từ 3 lần đến 5 lần trong mỗi buổi học. Thì các bài tập đó sẽ giúp cho các em phát triển sức mạnh tốc độ, sức mạnh bộc phát, giúp cho các em nâng cao được thành tích nhảy xa. Và bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em có một ngày học tập và làm việc hiệu quả. Xin chào tất cả các em.